Cả ba tuyển thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Than Quảng Ninh là Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú và Huỳnh Tuấn Linh đều thi đấu trọn 90 phút trong trận đấu với FLC Thanh Hóa. Trong đó, Vũ Minh Tuấn như thường lệ vẫn là mũi nhọn trong những đợt tấn công của Than Quảng Ninh, trong khi Nghiêm Xuân Tú cũng cho thấy tầm quan trọng trong lối chơi của đội bóng mù mỏ với 28 lần chạm bóng, 18 đường chuyền thành công và một cú sút về khung thành đối phương. Trong khi đó, về phía câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, ngoại trừ Đoàn Văn Hậu thì cả bốn tuyển thủ quốc gia là Văn Quyết, Quang Hải, Ngọc Đức và Duy Mạnh đều ra sân ngay từ đầu. Trong đó, Văn Quyết và Duy Mạnh thi đấu trọn 90 phút, Quang Hải thi đấu 67 phút và Sâm Ngọc Đức thi đấu 87 phút. Dù vậy, đây được xem là một trận đấu không thật sự thành công với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và với cá nhân các tuyển thủ quốc gia của đội bóng này. Ngay sau hai trận đá bù này thì vào ngày mai, toàn bộ 9 tuyển thủ thứ 3 câu lạc bộ là FLC Thanh Hóa, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Than Quảng Ninh sẽ tập trung cùng đội tuyển quốc gia và phải chạy đua cùng với thời gian để hòa nhập với toàn đội.